Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, mặc dù báo số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo, trong ngày 19 tháng 7, hoàn lưu báo tiếp tục gây mưa to cho nhiều khu vực ở miền Bắc. Tiếp đến ngày 20 tháng 7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Hệ thống đê điều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có 289 trọng điểm vị trí sung yếu cần triển khai phương án bảo vệ. Cảnh báo lũ lớn cục bộ đe yếu. Ngày 18 tháng 7, sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 1 tiếp tục di chuyển lên phía bắc, đi vào đất liền của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực của miền Bắc nước ta đã có gió mạnh và mưa to. Cùng với đó là cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Thái Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị ở các tỉnh thành phố. Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến sáng 18 tháng 7, mực nước tại các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang vẫn đang thấp hơn mực nước cho phép. Dung tích các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ phần lớn đạt 32% đến 86% dung tích thiết kế. Tuy nhiên lo ngại vì vẫn còn gần 500 hồ thủy lợi sung yếu và 20 hồ đang thi công Hệ thống đê điều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có 289 trọng điểm, vị trí sung yếu, 7 công trình đang thi công dở dang, ba sự cố chưa được xử lý triệt để cần quan tâm bảo vệ. Để tránh những thiệt hại có thể xảy ra do mưa lũ sau bão, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương cần tiếp tục giả soát, chủ động sơ tán dân ra khỏi nhà yếu, khu vực trúng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đồng thời tổ chức cắt tỉa cành cây, trăng trống, gia cố nhà ở, biển hiệu quảng cáo, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập lụt khu đô thị và công nghiệp, nhất là tại các tỉnh thành phố thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa to như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Khuyên cáo người dân thận trọng đi lại sau báo Do ảnh hưởng của báo số 1, nhiều tỉnh thành phố khác của miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn có gió mạnh và mưa, nhưng lượng mưa không lớn, Tại tỉnh Quảng Ninh, vùng biển Cô Tô, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà có gió cấp 4 cấp 5 giật cấp 6 cấp 7. Toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, tuy vậy lượng mưa phổ biến chỉ ở mức 10 đến 30 mm. Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Quảng Ninh đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó sau bão. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức ra soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền các hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa nên duy truyền khỏi nơi tránh trú, thực hiện ứng trực canh gác 24 trên 24 giờ, thường xuyên tại các vị trí sung yếu, kiểm soát, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân đi lại sau báo do còn mưa lớn, lũ có khả năng tràn về. Khi lưu thông trên đường vào mùa mưa lũ, người dân cần chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố tránh gây tai nạn đồng thời cũng nên chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý bởi trong những ngày gió lớn nhiều biển bạt mái tôn cành cây có thể bị rơi xuống lòng đường cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất chắc mà xe trước đã gặp phải hạn chế đi trên cầu nếu có thể nên tìm đường khác hạn chế di chuyển trên cầu cao vào những ngày mưa gió giật mạnh bởi càng trên cao sức gió càng mạnh khiến người điều khiển phương tiện không thể làm chủ được tay lái của mình trong trường hợp bắt buộc phải đi trên cầu nên di chuyển với tốc độ chậm và cố gắng ghi người xuống xe và hạ thấp đầu để tránh bị gió tạt bay tránh băng qua cầu nếu nước đang dâng cao và chảy xiết tránh băng qua cống nước chúng có thể rất nguy hiểm vì nước xoáy và mạnh đã có nhiều trường hợp sụt chân xuống lỗ cống và bị nước cuốn trôi khi lưu thông trong điều kiện mưa bão nên mặc áo mưa sáng màu gọn gàng không sử dụng ô nhờ tính tiện dụng áo mưa chui đầu thường được nhiều người ưu tiên sử dụng nhưng thực tế khi đi đường trong những ngày mưa bão gió giật mạnh người dân nên mặc kiểu quần và áo mưa tách rời áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông đây là một trong những nguyên tắc đi đường ngày mưa bão rất quan trọng nhưng thường bị mọi người xem nhẹ mặc áo mưa không gọn gàng mùa mưa bão sẽ gây ra tai nạn không đáng có luôn bật đèn xe chú ý điều chỉnh tốc độ ổn định trong thời tiết mưa bão, tầm nhìn của người điều khiển thường bị hạn chế rất nhiều và khó điều chỉnh được xe theo ý muốn một cách linh hoạt. Do đó nên chủ động bật đèn xe khi đi lại trong ngày mưa bão để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều. Không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông. Một trong những điều cần tuyệt đối tránh khi đi đường ngày mưa bão là cố gắng đi nhanh để đến địa điểm sớm. Tốc độ cao khiến sức gió thổi lớn hơn và khiến bạn không kịp điều chỉnh tay lái trong những trường hợp khẩn cấp. Đây được đánh giá là nguyên tắc đi đường ngày mưa bão cơ bản nhất. Không đứng gần, lưu thông sát lề đường vì đây là khu vực trũng nên khi có mưa thì nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ ghề và có nhiều nắp cống nên rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe. Hãy cứ đi thông thả ở khu vực giữa của làn đường và tuyệt đối không bon chen lên vỉa hè. Nếu có thể hãy đi theo các vệt xe phía trước và giữ cự ly an toàn để dễ xử lý khi gặp tình huống bất ngờ hạn chế di chuyển qua vị trí nằm giữa các tòa nhà cao tầng đặc biệt là đoạn ngã tư vì đây chính là nơi hút gió thậm chí tạo thành những cơn gió xoáy khiến bạn không thể giữ vững được tay lái những luồng không khí có tốc độ di chuyển chậm cũng có thể đột nhiên tăng tốc khi len lỏi qua các khoảng trống ở giữa những tòa nhà cao tầng những khoảng trống ở giữa các tòa nhà cao tầng thường lớn hơn những nơi khác đồng thời cũng hạn chế di chuyển dưới gốc cây to tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão gió giật thường đi kèm hiện tượng xét bạn nên nhớ tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây tránh các khu vực cao hơn xung quanh những loại cây dễ đổ là loại cây có dễ chùm như là xà cừ hay cây muồng hay khu vực gần các loại xe cỡ lớn vì khi đi gần các xe cỡ lớn như là xe buýt xe tải xe chở rác bạn có thể bị nước bắn lên người làm hạn chế tầm nhìn hoặc nguy hiểm hơn là bị xô ngã các xe này có thể tạo sóng mạnh ở những đoạn ngập lụt nếu không chắc tay bạn sẽ dễ dàng bị ngã bị cuốn theo xe rất nguy hiểm Tại Bình Dương, cơn mưa lớn kèm rông lốc đã làm một cây xà cừ cổ thụ hàng chục năm tuổi trên vỉa hè đường N3, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương bật gốc, ngã đè lên quán cà phê góc phố. Cũng trên địa bàn phường An Phú, nhiều cây xanh trên vỉa hè gãy đổ đè lên xe máy của người đi đường, nhưng may mắn không ai bị thương. Tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương, rông lốc quần thảo dữ dội trong khoảng 20 phút khiến nhiều cây xanh hai bên quốc lộ 13, thị xã Bến Cát bị nghiêng ngả tại ngã ba cây trôm, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Mưa gió lớn đã thổi bay tấm bạt in thông tin trên bảng quảng cáo bên quốc lộ 13. Một phần của tấm bạt rơi xuống mái nhà dân, một phần rơi trúng người dân đang đi xe máy dưới đường. Rất may thời điểm này người dân lưu thông chậm nên chỉ bị thương nhẹ. Tại tỉnh Kiên Giang, gió lớn làm cây xà cừ bật gốc, đè trúng ô tô 16 chỗ, mang biển kiểm soát 67B01315 đang lưu thông trên quốc lộ N1, hướng từ huyện Giang Thành về thành phố Hà Tiên. Tại hiện trường, xe ô tô bị cây ngã đè lên phần đầu, gây hư hỏng nặng. Thân cây cũng nằm chắn giữa ngã ba đường, gây cản trở giao thông. Rất may người trên xe ô tô không bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng chục cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân, công an và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thân cây được giải phóng để người dân và phương tiện giao thông đi lại bình thường. Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm theo rông lốc đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố rạch giá ngập cục bộ. Nhiều căn nhà tại các huyện Gò Quao, Rồng Riềng, An Minh và Kiên Hải bị sập và tốc mái. Hiện lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang và đơn vị chức năng vẫn đang túc trực để kịp thời ứng cứu cho ngư dân khi có sự cố xảy ra. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin và cảnh báo quan trọng về sức ảnh hưởng của cơn bão số 1 Talim. Những thông tin mới nhất về cơn bão số 1 Talim sẽ liên tục được cập nhật tại kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.